Dạ thưa với cán bộ là toàn bộ lời khai của cậu bé cũng hoàn toàn là sự thật ạ. Nguyên thì cháu cho đi học chú. Để biết bé Nguyên đi đi học. Lộ hết đường. Ra chữ, thế thì nguy hiểm quá.
con nhà. Bố chị đến măng rồi đấy. Mang bà đi lấy từ bao giờ mình được nhiều măng thế? Cháu đi lấy từ sớm bà. Bà ngồi đây đã hả? Đi lấy từ sớm được nhiều thế? Vâng. Thế bé Nguyên đâu cháu? Bé Nguyên thì cháu cho đi học từ hôm qua. Đi học trường nội trú bà, nên là cuối tuần mới được về. Vâng. Tại đường cũng xa xôi ấy, nên là cho cháu nó học ở đấy. Ừ, thôi trường ở đây thì đi nó cũng xa, nó cũng vất vả cháu ạ. Thì cho nó học nội trú rồi cuối tuần này nó về cũng được, để mình còn đi làm việc. Bây giờ nó đến tuổi đi học rồi. Vâng. Sao nó không đưa bác lão cho? Vâng, thế để cháu đi lấy ạ. Vâng. Ủa, thế nào nó đi từ sớm mà lấy được những cái măng ngon thế? Đi lấy thì nhiều quá nhỉ. Lấy dao đây rồi bà ơi. Cháu lấy đâu mà được nhiều đấy? Nó chui ở trong nồi ấy bà. Vào nó hơi rậm rạp, cũng khó đi lắm. Ở cái măng rang này thì nó rậm cháu ạ. Vâng. Bác vừa thả bò lên đồi cho nó ăn cháu ạ. Thế là hôm qua đi làm về đồng về, thế là gặp thằng bé bảo là nó ăn trộm gà nhà cháu ấy. Thế là bác cháu đuổi, thế là nó chọc cái cây con, nó chọc vào chân bác này. Đâm mệt đau quá, lại mệt mỏi không đi làm được cháu ạ. Thế là hôm nay cái tạm nghỉ thì dồn bò xuống nhà cháu chơi. Thằng bé đâm nó ngã cái đau cháu ạ. Nên liệu có bị làm sao không, phải bó thuốc không bà? Thôi nó cũng bị ngoài da, xong vài hôm cũng khỏi cháu ạ. Không phải đắp thuốc đâu. Nhìn đau quá bà nhỉ. Cũng không bận gì đâu cháu ạ, không phải lo lắng gì đâu. Có cái gì cứ bảo bác, cứ giúp đỡ cháu. Đấy, đáng nhẽ ra bà chỉ cần đi chặn đầu thôi, không phải chạy để nó ngã đau như thế này. Làm cháu cũng thấy áy náy quá bà. Không sao đâu cháu ạ, miễn là bắt được nó, thế là nó trẻ con, thế nó nói cũng đúng thì thôi cháu ạ. Cũng không vấn đề gì đâu. Vâng. Thôi dạ, bác cũng có lại khó khỏi, từ từ nó khỏi. Thế bà có chịu khó ở nhà xoa thuốc hoặc là không vấn đề gì đâu, không phải nghĩ đâu. Bà, cháu cũng định hôm nay là đi bẻ măng sớm để con nấu nướng ăn uống cho sớm, rồi đến cơ quan công an báo về cái việc hôm qua bắt được cái thằng bé ăn trộm gà để minh oan cho anh Sông, chồng cũ của cháu ạ. Nói thế cũng phải thôi, cháu cũng nên đi sớm để mà lên báo cơ quan cấp cao ấy, để người ta giải quyết cho anh Sông ấy được ra sớm cho nó minh oan cho anh ấy. Cho bác ấy, cháu nên gặp với ông đội trưởng cảnh sát ấy. Còn khi viên cảnh sát nó nọ mà đến gia đình nhà cháu thì bác cũng không đáng tin lắm cháu ạ. Vâng, thế để hôm nay cháu sẽ đến để tìm gặp ông ấy ạ. Ừ, cháu cố gắng nhá. Vâng. Thứ hai bác cháu mình tập trung để lão làm hết chỗ măng đi cháu ạ. Xong để mà cháu nấu nướng ăn, cháu đi sớm để cho nó thong thả, để gặp người ta nói cho nó được rõ ràng. Bà bổ măng đi để cháu nhắc vào đây ạ. Ừ. Thế cháu đi làm việc thì đi để bác lắp cũng được. Vâng, để cháu nhanh thủ đi nấu cơm mà nhé. Ừ, để cháu nhanh thủ đi làm. Vâng. Nướng măng đầu mùa này ngon quá.
Lan ơi. Dạ. Thế mà cũng được nhiều đó để cháu ạ. À. Vâng, lấy được gần đấy thì cũng ăn được vài hôm bà. Tí nữa bà mang ít về để ăn bà. Ờ. Bà ơi, hôm nay được bữa măng đầu mùa ngon, bảo là ăn cơm với cháu cho vui nhá. Ừ, thế cháu luộc đi. Vâng ạ. Luộc để nấu để ăn. Vâng. Phải luộc cho kỹ rồi cháu ạ. Vâng ạ. Cái măng này là ngon nhất đấy cháu ạ. Vâng ạ. Đi lấy thì lại vất vả. Vâng. Nó không như các loại măng khác thì nó dễ. Cái cây của nó cứ làm sạt sát mặt đất đi bà. Ừ, giống cái măng này nó bò thế. Lấy nó cũng hơi vất vả. Thôi cháu chỉ nấu cái này thôi. Còn đâu tí nữa bà mang ít về mà ăn bà. Thế cháu cứ nấu đi. Thôi ạ, à, thế thôi bà. Mình ăn được khi cháu cứ lấy lần nào lấy cần đâu bắt đem về. Vâng. Đúng. Thế rồi cháu cho cái cây này vàng khô lắm. Không có gai này. Thế làm đến đâu rồi, có cần bác giúp gì không? Không cần nữa, bà cứ lên trên nhà nghỉ ngơi đi. Cháu làm tí nữa nó xong mẹ. Rồi thế cháu thái đi. Vâng. Làm gì đó em nhỉ? Vâng.
may là có bà xuống đây ăn cơm với cháu thì vui. Dạo này cũng không thấy ông ở nhà đâu thì mấy người đi học nên bác cũng phải đi xuống cháu đỡ buồn. Vâng. Bà ăn cơm vậy ạ? Mời cháu đi. Đi mời cháu đi. Cháu mời bà ăn cơm. Mùa ngon cháu ạ. Dạ. Bà ơi, tí nữa ăn xong rồi cháu cũng đi luôn ấy. Thì bà ở nhà cũng thẳng ngó ngàng nhà cháu, cháu với nhá. Ừ, cháu cố gắng cho đi báo cáo cho nó trương trở về nhá. Dạ. Lâu lắm rồi bà cũng mới được ăn măng rồi đấy. Vâng, thế là đầu mùa rồi ạ. Ừ. Già cũng chả đi lấy được. Bé Nguyên đi học có hay khóc không nhỉ? Có khóc không? Vâng. Để lúc nào có thời gian thì cháu đến cháu cũng thăm bé ạ. Ừ. Chắc là cũng ngoan thôi ạ. Ở nhà cũng ngoan bạn. Ừ. Rồi tốt. Vâng. Cô đi về đi.
Cô đi về đây, cô đi về đây, về đây. Tôi còn làm việc nữa. Việc của tôi không làm. Cô về đây, cô ra đây. Cô về đây. Cô về đây. Cô đi về đây. Cô đi về đây. Cô về đây. Tôi còn nhiều cái khác cô cả. Tôi muốn gặp cán bộ cấp trên. Cô ở đây, cô cũng cãi được. Tôi về. Tôi không phải. Cô về. Tôi còn nhiều việc khác để tôi làm. Tôi không giải quyết. Tôi không giải quyết. Tôi không giải quyết gì cả cô. Chào cán bộ ạ. Đề nghị đồng chí buông tay hai cô là cô phải ra. Vâng, nhà báo cáo thủ trưởng là cô đến cái việc là hồ sơ cô đang cãi hồ sơ chúng tôi đã giải quyết là xong rồi. Tôi muốn gặp cán bộ cấp trên để trình bày sự việc của chồng cũ của tôi ạ. Cô không có quyền gì gọi là gặp cấp trên của tôi cả. Thôi đồng chí dừng lại, có gì để tôi mời cô vào trong phòng để làm việc. Hồ sơ vụ án của tôi đang coi tại Đà Nẵng. Cô không được quyền gì gặp đồng chí hãy dừng lại để tôi sẽ làm việc gặp riêng với cô đây để tiến hành làm việc. Vâng. Đồng chí vào phòng làm việc và cô đi theo tôi về trong phòng làm việc. Không biết thế nào cô ta được, nãy giờ gặp thủ trưởng cũng không biết là có xảy ra cái việc gì cho tôi không. Tôi bực quá, bây giờ không đi ra. Không biết là cô ta có nói gì như thủ trưởng không? Không vỡ lẩm ra gì. Quá bực. Vâng, xin cảm ơn cô đã cung cấp kịp thời thông tin cho chúng tôi để tiếp tục mở rộng điều tra. Và cô tên là gì? Tôi tên là Lý Thị Tuyên ạ. Tôi cũng rất mong là bên cán bộ điều tra lại cái sự việc của anh Sung ạ. Và nếu thể gặp lời cậu bé lấy lời khai để cung cấp thêm thông tin để làm rõ cái sự việc này ạ. Thế chồng cô tên là gì? Thưa anh ấy tên là Trần A Sung ạ. Mong cán bộ kiểm tra lại giúp tôi ạ. Vâng, rồi chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra lại xem hồ sơ này xem ở cấp dưới làm ăn gì cả. Vâng, qua kiểm tra hồ sơ thì theo hồ sơ là ở dưới cơ sở cấp là vụ án này là đã kết thúc rồi. Thì còn khi cô cung cấp những thông tin rất là kịp thời chúng tôi sẽ tiến hành mở rộng điều tra lại xem xét. Vâng, rất cảm ơn cán bộ ạ. Và cô cứ yên tâm. Làm đầu tiên, cô ta từ bây giờ gọi điện vẫn chưa ra, xong việc. Thưa cô vào đây làm gì? Tôi để quên kim mũ, tôi lấy kim mũ ạ. Rồi rồi, cô ngồi, cô hỏi cái cô nói cái gì việc của cô hôm nay. Tôi cũng không mở miệng ạ.
nói gì đâu ạ, tôi chỉ trình bày với cán bộ cấp trên về sự việc của anh Sung chồng của tôi thôi ạ, tôi không nói gì cả. Việc này tôi cũng kết thúc rồi, nhưng mà cô muốn điều tra lại thì tôi sẽ giúp cho cô. Tôi cũng cảm ơn cán bộ ạ, xin phép tôi về ạ. Tôi về nhé. Chào cán bộ ạ, tôi về đây ạ. Tôi giúp cho cô nhé. Vâng, tại sao cái sự việc như này có rất nhiều khuất tất mà chủ cơ sở đã những kết quả kết thúc vụ án này sẽ kêu gọi chị alo đồng chí công an viên này, mời đồng chí sang vị trí phòng tôi làm việc. Không biết là cảnh sát trưởng gọi tôi cái việc gì mà gấp thế, không biết đâu. Báo chí này thì qua cái sự việc là cô Lý Thị Viên là cô trình bày cái sự việc thì qua đây cũng xem xét lại cái hồ sơ thì còn nhiều cái tình tiết để bổ sung cho cái vâng là báo cáo cảnh sát tôi về xem xét lại hồ sơ. Vâng, đồng chí về chỉ nghiên cứu về cái hồ sơ và ngày mai tôi cùng đồng chí xuống cái cơ sở để tiến hành là tiếp tục là xác minh để điều tra xác minh. Vâng, vâng em báo trưởng nhân viên đi. Tôi báo cảnh sát trưởng cùng này tôi để em quay về xuống điều tra. Trưởng cửa nhà thì em cũng giải quyết. Vâng, cái này là tôi sẽ đi lên lớp nào. Vâng. Thì mai cũng sẽ cùng chị sẽ xuống thực tế cơ sở để hành xác minh điều tra cho thực sự rõ ràng. Báo cáo cảnh sát trưởng cứ giao cho em làm nhiệm vụ về các đại phòng. Vâng, cái này là tôi cũng tạm thời để tôi sẽ hành xác minh điều tra. Vâng, ngày mai đồng chí biết nhà cô Lý Thị Trinh, đồng chí đưa tôi xuống chỉ cơ sở để hành xác minh. Vâng, thưa chủ nhiệm là đường cái thì khu vực trong rừng cũng nhiều nhiều khó khăn lắm. Chủ nhiệm cứ giao nhiệm vụ mình cũng nhận điều tra. Không sao cả. Ở trên kia đã phân tích về đây. Vâng, ngày mai em cảnh sát trưởng xuống khu vực của nhà cô đấy để điều tra cho rõ ràng cho nhà cô. Vâng, mời đồng chí về phòng. Vâng, xin phép nhé. Lần này căng thẳng quá, không biết là cô ta không nói chuyện gì mà nó vỡ lở ra không, tôi cũng phải gọi điện gọi cho cô ta để xem giải quyết vụ này thế nào. Cô à, tình hình căng thẳng quá, cô có gì để giúp tôi không nhỉ? Chuyện gì vừa qua đây vừa rồi ấy. Rồi rồi. Cô có điều kiện gì mà giúp cô tôi với không thì căng thẳng quá mất đấy. Rồi. Chào cô nha.
chuyện gì gấp thế? Liệu có chuyện gì xảy ra không nhỉ? Có mấy cái việc nhỏ nhặt mà không giải quyết được lại phải đi lên mình. Biết anh ta làm gì? Lấy tiền rồi thì phải xử lý cho nó gọn gàng đi, lại phải đi lên mình. Thank you.